đây hình như là lần cá biệt Trấn Thành có mặt trong một live show ca nhạc với tư cách ca sĩ, chứ chưa hẳn. Đâu là lý do khiến anh nhận lời góp mặt trong live show gặp gỡ thanh xuân của Khắc Diệp? Tôi hy vọng trong live show tới, tôi sẽ có thể cùng Khắc Diệp song ca ca khúc này. Cảm nhận của anh về Khắc Diệp ra sao, sau chỉ một trong các buổi ghi hình? Sau lần kết hợp tại live show lần này, liệu còn có sự kết hợp nào khác giữa Trấn Thành Khắc Diệp? Xin cảm ơn Trấn